Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phương Gia Audio. Trong đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một câu chuyện đầy rùng rợn và bí ẩn. Hãy tắt hết đèn, ngồi thật yên lặng và cùng lắng nghe. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn dắt bạn qua những ngõ ngách tối tăm của một vụ án kinh hoàng bên bờ hồ Dương Tử, nơi mà một thi thể bị phân xác được phát hiện trong một bọc ni lông đen. Ai là kẻ đứng sau tội ác này? Bí mật nào đang được che giấu dưới lớp sương mù dày đặc? Hãy chuẩn bị tinh thần, vì những gì bạn sắp nghe sẽ khiến bạn lạnh sống lưng. Đêm nay, chúng ta cùng theo chân đội cảnh sát điều tra vụ án kinh hoàng này và khám phá sự thật đen tối đằng sau cái chết đầy bí ẩn của cô gái trẻ. Bắt đầu thôi nào! Tại hiện trường đầy nhợp nháp, tanh tưởi, một dòng chất lỏng đỏ đục dần rỉ ra từ nền đất, phơi bày trước mắt Chris và các đồng đội. Trước mặt họ là một bọc ni lông màu đen nặng chừng chục cân. Hai lớp ni lông bị cố định hờ hững để lộ một khe hở nhỏ. Qua đó, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến đám nhân viên khụt khịt, dù đã đeo đến hai lớp khẩu trang chống độc. Tuy vậy, khẩu trang cũng chẳng thể xóa bỏ cảm giác buồn nôn trong dạ dày của họ. Lớp bọc từ từ mở ra, và trước mắt cả đội, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Đó là một mảnh thịt lớn, to bằng bàn tay, với các vết cắt xé nham nhở. Lớp da bong chóc và thịt tím tái, máu đông kết lại thành từng cục. Chris khẽ nhăn mặt, vội vàng dốc hết sức mở hoàn toàn bọc ni lông và trải nó ra trên tấm vải trắng đã chuẩn bị sẵn. Toàn bộ hiện trạng trong bọc được phơi bày ra ngoài. Và như đã dự đoán trước, đó là một thi thể không đầu, không chân, không tay, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một vụ án mạng nghiêm trọng, một trọng án thật sự. Không khí tại hiện trường bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cảnh sát Vương và Thanh Vân cùng thiếu tá Trần Hào đều nín thở theo dõi sự việc. Trần Hào lập tức xin chỉ thị từ cấp trên. Tôi đã báo cáo sơ bộ tình hình với lãnh đạo. Cục trưởng chỉ đạo chúng ta phải tiến hành khám nghiệm thi thể ngay tại đây và điều tra nhanh chóng để xác định danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết, Trần Hào nói. 15 phút sau, những đánh giá sơ bộ đã được hoàn tất và một bản báo cáo nhanh chóng được viết. Theo quan sát sơ bộ, có thể phán đoán rằng thi thể này là của một nữ giới. Trên cơ thể nạn nhân có ít nhất chục vết cắt và hai bên ngực đã bị cắt bỏ để lộ lớp mỡ màu vàng bên dưới. Thấp thoáng, có bóng người ẩn nấp trong con hẻm vắng bên kia đường sát bờ hồ Dương Tử. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường để đưa thi thể lên xe. Thi thể đã bị cắt xén một cách tàn nhẫn, hai bên ngực bị cắt bỏ, lộ ra lớp mỡ màu vàng. Bên cạnh hiện trường, bóng người lẩn khuất trong một con hẻm vắng sát bờ hồ Dương Tử không khỏi làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng các nhân viên điều tra. Trong khi đó, đội khám nghiệm pháp y đã tới nơi, tiến hành các thủ tục cần thiết. Thi thể không đầu này được đưa lên xe với tấm vải trắng che kín từ đầu đến chân. Trần Hào, sau khi gọi điện xin chỉ thị từ cục trưởng, nhanh chóng ra lệnh cho các thành viên trong đội tiến hành khám nghiệm ngay tại hiện trường. 3 tiếng trước đó, ở một ngôi làng gần hồ, trưởng thôn Đại Thất đang kiểm tra lại sổ sách chuẩn bị cho dự án làm đường. Tiếng bước chân hối hả vang lên từ bên ngoài, và người đến là Lão Hoàng, người chuyên chở than ở bên sông. Trưởng thôn hỏi, làm gì mà vội vã thế, Lão Hoàng? Lão Hoàng thở hổn hển, đáp, ra hồ ngay. Trưởng thôn thong thả, rót trà và khuyên Lão bình tĩnh, nhưng Lão Hoàng hoảng loạn kể rằng, cháu trai mình đã phát hiện một bọc ni lông lớn, bốc mùi hôi thối, có thể chứa xác chết. Sau khi nghe Lão Hoàng kể lại, trưởng thôn lập tức cùng Lão ra bờ hồ. Khi đến nơi, đám đông dân làng đã vây quanh hiện trường, tò mò theo dõi sự việc. Trưởng thôn quát to, tránh hết ra để người có thẩm quyền giải quyết. Ông nhanh chóng chỉ đạo phong tỏa hiện trường và yêu cầu một người thanh niên lấy gậy tre kéo bọc ni lông vào bờ. Mùi tanh hôi từ chiếc bọc lan tỏa ra khắp nơi, khiến ai cũng phải lùi lại. Khi chiếc bọc ni lông đen được kéo lên bờ, nó bốc lên một mùi hôi thối không thể chịu nổi. Trưởng thôn cố nén cơn buồn nôn, nhưng cuối cùng cũng phải cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Dân làng bắt đầu xì xào bàn tán. Nhiều người suy đoán rằng đây có thể là một vụ giết người. Trưởng thôn lập tức gọi điện vào Storstenak, báo cáo tình hình. Nửa giờ sau, đội cảnh sát hình sự do thiếu tá Trần Hào dẫn đầu có mặt tại hiện trường. Dân làng vẫn chưa chịu giải tán, nhưng thiếu tá Trần Hào nhanh chóng yêu cầu họ rời đi để lực lượng chức năng tiến hành công việc. Cảnh sát Vương giơ máy ảnh lên chụp lại chiếc bọc ni lông.
Sau khi mở bọc, họ phát hiện một phần thi thể không đầu bên trong. Trần Hào ra lệnh cho các thành viên trong đội chuẩn bị khám nghiệm ngay tại chỗ. Thi thể được xác định là của một nữ giới khoảng 15 tuổi, có chiều cao dưới 1m60. Cảnh sát nhanh chóng bắt đầu quá trình khám nghiệm và thu thập chứng cứ. Một phần thi thể khác được phát hiện gần khu vực núi Thành Nam, cách hiện trường ban đầu khoảng 3 cây số. Tất cả các bộ phận thi thể đều được đưa về phòng pháp y để tiến hành kiểm tra ADN. Sau quá trình khám nghiệm, cảnh sát kết luận các bộ phận thi thể đều thuộc về cùng một nạn nhân. Vụ án trở nên phức tạp hơn khi cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm một túi ni lông chứa phần đầu của nạn nhân. Thiếu tá Trần Hào ra lệnh cho đội pháp y nhanh chóng tiến hành xét nghiệm để xác định rõ nguyên nhân tử vong. Trong quá trình khám nghiệm phần đầu nạn nhân, bác sĩ pháp y phát hiện dấu hiệu ngạt thở do bị bóp cổ. Xương móng của nạn nhân đã bị gãy, chứng tỏ cô bé đã phải chịu một lực ép mạnh vào cổ trước khi chết. Cảnh sát cũng phát hiện dấu vết của một vật sắc nhọn trên phần cổ bị cắt của thi thể. Điều này cho thấy khả năng nạn nhân bị giết hại trước khi bị phân xác. Trong lúc cảnh sát đang tiến hành các bước tiếp theo, một cuộc điện thoại bất ngờ từ người đàn ông tên Lưu Tuấn thông báo rằng con gái ông, Lưu Hà Vân, đã mất tích. Sau khi xác định thông tin, cảnh sát nhanh chóng nhận ra rằng nạn nhân có đặc điểm trùng khớp với Lưu Hà Vân. Cô bé 15 tuổi đã mất tích từ ngày 1 tháng 7. Quá trình điều tra cho thấy Lưu Hà Vân là học sinh giỏi, sống cùng ông bà nội, do bố mẹ em phải làm việc xa. Cảnh sát tiến hành điều tra sâu hơn và phát hiện Hà Vân có liên hệ với một thầy giáo tên Tống, người cuối cùng gặp em trước khi cô bé mất tích. Cảnh sát tiến hành khám xét nhà thầy Tống và phát hiện nhiều vật chứng kinh hoàng, bao gồm một con dao, một cái cưa và nhiều túi ni lông lớn. Đặc biệt, trong trường hợp của tòa án, cảnh sát tìm thấy xem gây nhiều bị một niềm mơ đi được bỏ qua. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, thầy Tống đã thú nhận toàn bộ quá trình gây án. Hắn khai nhận rằng vào ngày Hà Vân mất tích, hắn đã dụ dỗ cô bé về nhà mình rồi giở trò đồi bại. Sau đó, để che giấu tội ác, hắn đã giết hại và phân xác nạn nhân, rồi vứt từng phần thi thể vào các túi ni lông và thả xuống sông. Vụ án khép lại với kết quả kinh hoàng. Thầy Tống không chỉ là một giáo viên mà còn là một kẻ ác độc, lợi dụng chức vụ để quấy rối nhiều học sinh nữ trong quá khứ. Cảnh sát tiếp tục điều tra thêm các nạn nhân khác có thể đã bị hắn hãm hại trước đó. Câu chuyện đêm nay đã khép lại, nhưng những bí ẩn và nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trong tâm trí chúng ta. Liệu sự thật có luôn được hé lộ, hay có những bí mật mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Phương Gia Audio trong hành trình khám phá vụ án kinh hoàng này. Đừng quên, thế giới ngoài kia vẫn còn vô số những câu chuyện rùng rợn đang chờ được kể. Hãy nhấn đăng ký, bật thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện kinh dị đầy ám ảnh tiếp theo. Chúc các bạn một đêm bình an, nhưng hãy cẩn thận. Vì có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là những câu chuyện chúng ta vừa nghe, mà là những gì ẩn sau màn đêm ngay xung quanh bạn. Ngủ ngon nhé!